Người ta bảo ở trên đời đừng có dại dột mà động vào chú voi của Tony ra, nếu không hậu quả ông bà còng lưng cũng không gánh nổi. Vậy mà mấy thằng thợ săn này vẫn muốn chiếm con voi về làm của riêng. Ông lão liều mình phản kháng, nhưng đám người tàn nhẫn này đã bắn chết ông ngay. Tony ra thấy vậy vội vàng chạy đi tìm bố. Kết quả bỏ mặc chú voi con ở lại cũng bị chúng bắt luôn, rồi cho lên xe tải cứ thế mà chạy đi mất. Chúng không thể ngờ rằng đã dây vào một người khó đụng, bởi vì con trai của ông lão chính là Tony ra. Tony lấy hết sức đuổi theo đám động vật tặc nhưng đã quá muộn. Chúng lừa cả hai mẹ con voi vào container cứ thế trở đi. Tony theo dấu đến buổi gặp mặt của mấy tên thợ săn, từ trên trời bay xuống đánh chúng ngã rạp ra đất. Đằng sau đột nhiên có một tên béo không biết sợ mà khiêu khích Tony, ngoảnh lại mà xem ta đẹp trai không. Ai biết được Tony sau đó đã tiễn hắn về với đất mẹ ngay lập tức. Đám lâu la phía dưới tính xông lên một lượt muốn khống chế Tony, nhưng phương pháp này quá là nông cạn. Tony động tác nhanh như chớp xông đến giải quyết hết bọn chúng, cùi chỏ như máy rung liên tiếp dồn dập vào mồm. Ngay sau đó là liên hoàn gối cộng thêm combo sút người mà chẳng khác gì Ronaldo sút bóng. Tony nhảy lên đạp một tên bay vỡ cửa vào trong. Đối phương chưa kịp rút súng ra đã bị anh quật ngã. Tony không nói nhiều trực tiếp hỏi tung tích chú voi. Tên này run rẩy trong sợ hãi. Sau đó hắn lấy ra một tấm ảnh là Johnny Chí Nguyễn đã bắt cóc voi của Tony đi. Lúc này diện binh đã đến hiện trường. Tony vội vàng lao ra phía ngoài cửa sổ. Đám sát thủ đông người cũng đuổi theo anh ra đến bờ sông. Tony rất nhanh đã ngồi lên xuồng máy tẩu thoát. Phía sau đám lâu la kia cũng mỗi thằng một xuồng đuổi theo. Cuộc rượt đuổi diễn ra hết sức ác liệt. Tony ra chân đạp cho một thằng loi choi bắn sang một bên, làm sập luôn cả ngôi nhà ven sông đến khổ. Đám sát thủ chơi bẩn rút súng ra bắn. Cũng may kỹ thuật của Tony rất chi là lợi hại. Chỉ sau vài chiêu tung ra, cả xuồng và trực thăng của đám lâu la kia đều bái bai với cuộc đời. Sau một hồi nghe ngóng tin tức trên TV, Tony biết được cặp voi kia đã bị đưa đến nước Úc. Thế là Tony cũng lập tức đuổi theo đến đây. Tony nóng lòng muốn tìm tung tích của Johnny Chí Nguyễn, nhưng xui xẻo thay tên tài xế của anh có án tại thân, không lâu sau đã bị cảnh sát truy đuổi. Hết đường chạy thằng tài xế bắt lấy Tony uy hiếp, nhưng vốn dĩ Tony đâu phải là người dễ đụng, chỉ vài giây sau đã chống chế được thằng cục xúc này. Mà hành động này của anh khiến cảnh sát nghi ngờ Tony cùng một bọn với chúng, cho nên Tony cũng bị cảnh sát bắt luôn về đồn. Khốn nạn thay, trong lúc áp giải trên xe, Johnny Chí Nguyễn cũng trùng hợp xuất hiện ở bên đường. Tony gấp gáp bảo cảnh sát mau dừng xe lại, chính bọn nó là bọn đã bắt con voi. Nhưng cảnh sát không tin nên Tony chỉ còn nước bật lại, rất nhanh chóng trốn thoát khỏi cảnh sát. Cứ như vậy anh lần theo dấu vết tìm đến Johnny, nhưng lại bị mấy tên đàn em chặn lại trên cầu. Đã bảo đừng bao giờ có ý định trộm voi của Tony ra, vậy mà Chí Nguyễn coi thường nhảy lên tung một cú đạp, hoàn toàn không coi Tony là cái thá gì, cứ thế quay mặt bỏ đi không thèm nhìn lại. Và chắc chắn đây là một sai lầm rất lớn. Tony dễ dàng hạ gục mấy tên đàn em đứng chắn mình, dọa cả đám xách dép mà chạy bạt mạng. Tony rất nhanh đã đuổi kịp theo sau, ở trên không trung tung một cú đá kinh thiên động địa. Một tên khác không biết điều lấy một con dao ra. Tony lúc này chẳng thèm nói, chỉ loáng một cái đá bay mất con dao đi rồi. Sau đó sâu ra tuyệt kỹ võ thuật, khiến tên đàn em chỉ biết há hốc mồm. Cứ thế ngoan ngoãn đưa Tony đi tìm Johnny Chí Nguyễn. Chí Nguyễn thấy Tony như âm hồn bất tán, ra lệnh cho đám đàn em mau giải quyết hắn ta. Nhưng xin lỗi, đời không ai trong chúng đủ tuổi. Vì Tony phá đám nên cuộc giao dịch hàng cấm bị phá giữa chừng. Johnny Chí Nguyễn tức giận ra lệnh mau giết Tony hộ bố mày cái, mặc kệ đàn em ở lại đánh đấm cứ thế rời đi. Đám đàn em được lệnh ùn ùn kéo tới. Một lúc sau quân số đã lên đến cả mười mấy tên. Cứ như vậy tất cả đồng loạt lao vào hỗn chiến. Tony rất thông minh tách lẻ cái đám này ra, rồi dễ dàng hạ từng tên một cách dễ dàng. Nhưng đoạn sau bọn củ chuối chơi bẩn cứ dùng bóng đèn mà giã vào người Tony, dồn Tony vào tình huống rất chi là khó thở. Mà Tony đã bị đuổi đến đường cùng liền chọn cách lộ một vòng ra phía sau, trực tiếp cho tên lái xe về chầu ông bà ông vải. Chứ như vậy đám lính đánh thuê lần lượt lao tới, cũng lần lượt bị Tony cho nằm sàn. Đến thằng cuối cùng lái một cái xe to tổ bố, kết cục vẫn bị Tony lửa cho đâm xuyên qua kính xuống gặp Diêm Vương. Nhưng giải quyết xong 36 thằng này cũng khiến Tony mệt lử. Cùng lúc này Johnny đến nói chuyện với Madame Rose, biết được chuyện của Tony chị ta có chút lo lắng. Thì ra chị ta chính là boss ở phía sau vụ trộm cặp voi này, còn phía Tony cũng được một ẻm cave mang về chữa trị. Không ngờ lát sau cô ta ra đường lại phát hiện Tony bị truy nã rồi, ngay lập tức cảnh sát cũng tới bao vây khu trọ. May là Tony nhanh trí nhảy tường thoát đi. Hóa ra là bà chị Rose kinh doanh một nhà hàng, mà cũng chính là nơi mà ẻm cave kia công tác, phục vụ tắm bùn cho các bộ trưởng ở đây. Đang ngon lành tự nhiên có thằng lao vào giết bộ trưởng, nhưng đó chính là trưởng đặc nhiệm đã giết rồi đổ tội cho anh cảnh sát Kham. Cũng rất may anh ta nhanh chân chạy thoát, tranh thủ lúc hỗn loạn ẻn ca ve cũng kịp thời lấy được băng di hình. Nhưng trước mắt cảnh sát Kham đã bị truy nã trên toàn quốc gia. Ẻn ca ve muốn báo cảnh sát nhưng phát hiện ra chính cảnh sát mới là thủ phạm, về đến nhà cũng lập tức bị cảnh sát bắt luôn. Vô tình chuyện này lại để Tony nhìn thấy. 3 giây sau cảnh sát đổ gục hết, còn Tony đã đi cùng cô gái kia. Ẻn ca ve báo cho Tony biết nhà hàng của Madame Rose,
Bên trong chuyên bán những thức ăn quý giá, có thể voi của Tony chính là nguyên liệu làm bữa tối của chị ta. Tony cứ như vậy men theo lối đi bí mật, xông được tới tận hang ổ nơi đám tội phạm tập trung. Nhưng Tony không quản mấy việc này, nhìn thấy vệ sĩ là điên cuồng tới đánh, gặp thằng nào đánh cho thằng đó ra bã. Tất cả đám lâu la bậu sậu chỉ như rủi mũi tách riêu. Bọn này hoàn toàn chưa có ai là đối thủ xứng tầm. Không mất tới mấy phút, Tony đã xông thẳng vào phòng khách đang chơi gái. Cứ như vậy Tony phá tan hoang hết cả cái động sung sướng này, nơi những con chim mệt mỏi xả đi những nỗi buồn khó nói. Rất nhanh chóng Tony đánh lên tích tận lầu 5. Đúng lúc này Johnny Chí Nguyễn cũng đã xuất hiện. Anh ta ném ra chính cái dây đeo cổ của chú voi con. Điều này khiến Tony nghĩ rằng chú voi đã bị làm thịt. Đúng lúc này Johnny Chí Nguyễn xuất chiêu. Quả nhiên đại ca của đám vệ sĩ cũng rất có đòn. Tạm thời trước mắt đánh ngã được Tony hai phát, nhưng trong lúc hắn vẫn còn đắc ý thì Tony đã đứng dậy điều chỉnh lại bản thân. Chỉ thấy Tony đứng yên không thèm chuyển động, người anh biến thành cứng như đá đánh trả Johnny. Chí Nguyễn rất giỏi nhưng xin lỗi anh chỉ là vai phụ, tất nhiên sẽ phải chấp nhận làm nền cho nam chính mà thôi. Mà lúc này nỗi căm hờn vì nghĩ voi con bị thịt, Tony ra đòn ác liệt trông đến lạnh người. Tony đi vào trong bếp thấy toàn động vật quý hiếm, mà tuyệt nhiên không thấy tung tích của chú voi con. Anh cứ tưởng tụi nó đã làm món lồn voi xào khế mất rồi. Phòng bên cạnh anh phát hiện chú Kham cũng bị trúng mắt, thế là nhân tiện cũng giải thoát cho anh đi cùng. Chính trong lúc này phía sau anh có động tĩnh, thì ra lại chính là chú voi nhỏ. Nhờ người quen của Kham hai người mới thuận lợi đưa cả chú voi thoát đi. Hai người tạm trú tại một ngôi chùa Thái tại Úc, nhưng đám mật vụ săn lùng giáo giết ác liệt, hai người đành phải tạm lánh đi tránh ảnh hưởng nhà chùa. Nhưng anh vừa đi thì đặc vụ lại đến. Tony linh cảm nhà chùa có điều chẳng lành, vội vàng quay lại quả nhiên thấy xác người nằm la liệt, mà chị Đại vẫn bố trí sẵn một sát thủ chờ đón ở đây. Đây là một tên cao thủ trong các cao thủ, với môn võ công siêu đẳng Ginga của Brazil, khiến Tony lúc đầu có vẻ chưa bắt được nhịp, rất nhanh chóng bị hắn cho ăn no đòn. Tony điên tiết không một chút sợ hãi, anh bắt đầu sử dụng đến Muay Thái sở trường, quả nhiên đã bắt đầu đánh tay đôi ngang ngửa. Anh nắm được cơ hội ngáng tay khiến hắn ngã xuống, chiêu này quả nhiên hiệu quả, răng môi lẫn lộn xi dày dính nguyên đầy mép. Nhưng đúng lúc này một con dao từ đâu phóng đến, thì ra lại là một tên sát thủ đáng gờm. Từng luồng sát khí chém ra tới tấp không phút ngơi nghỉ, thực sự đã đả thương được Tony một chút ngoài da. Hắn xông đến lấy đao cắt đứt dây thả trên xuống, vô tình điều này lại cho Tony được hai quả chùy. Mặc cho đối phương hung dữ xông đến, Tony bình tĩnh tung ra tuyệt chiêu, táng xuống một đòn trời long đất lở, nhân cơ hội hạ gục được đối phương. Đúng lúc này một tên cao to lực lưỡng xông ra bóp cổ của Tony, cơ thể hắn cao to thân hình vạm vỡ, cú đánh của Tony chả khác gì mũi đốt cột điện. Hắn ta thậm chí còn khiêu khích cho Tony đánh thoải mái đê. Tony cay rái nhảy lên giã cho hắn một cái cùi trỏ, và thực sự đã làm chảy máu cái thằng đầu bù. Đến lúc này con vợ đầu to mới điên tiết, trả đòn một cái suýt nữa là lấy luôn cái mạng nhỏ của Tony. Cũng may bên ngoài có tiếng còi cảnh sát, do vậy tất cả cùng phải đồng loạt rời đi, mà Tony vẫn quyết không từ bỏ chuyện này. Hôm sau Tony đưa voi con đến thẳng trụ sở công ty của Rose. Đúng vào lúc con bụ kia đang tổ chức phát biểu với bên báo chí, Tony phá hỏng luôn hết hình tượng công ty. Cứ như vậy anh vào trong đi tìm voi mẹ, không ngờ bị thằng đặc vụ rút súng khống chế mất rồi. May là bạn Kham kịp thời xuất hiện bắn súng giải cứu. Tony vội vàng chạy theo chú voi con sâu vào bên trong, không ngờ ở đây bọn chúng đã tập trung đợi sẵn. Nhưng chuyện tiếp theo mới khiến Tony đau khổ. Rose đã nấu voi mẹ làm thành tiêu bản cho Tony xem. Thật là một hành động quá man tàn ác, Tony không cách nào chấp nhận nổi con voi đã ở với mình cả đời. Giờ đây chỉ còn lại bộ xương khô cho bọn chúng ngắm. Anh chán đời mặc sức cho bọn chúng đánh đập, đến lúc đối phương dùng dao đâm Tony, thì sự tức giận trong anh nó mới bắt đầu trỗi dậy. Tony điên cuồng phản kích, ra đòn nào cũng khiến xương bọn này gãy răng rắc hết cả. Một người đến một người xương gãy, xương gãy nhiều lại càng dễ thương. Tony nghe thấy tiếng xương chúng gãy, con vợ này càng thêm phấn khích nhiều hơn. Dường như anh đã trút toàn bộ phẫn nộ xuống chúng, không có chút lưu tình nào ở hết đây cả. Sau trận này bác sĩ chấn thương chỉnh hình tha hồ việc làm, các thầy bà đông y xương khớp Việt Nam chốt đơn mệt nghỉ nghĩa luôn. Đến khi Tony giải quyết xong thì tên to cao ấy lại xuất hiện. Tony lao đến táng hẳn đầu gối vào con vợ đầu đất này. Lần này Tony rất thông minh thay đổi chiến thuật, đánh cho con vợ đầu to ngu hết cả người. Nhìn khổ thân vãi đái khiến bà chị phải ra tay trợ giúp. Không ngờ rằng con mụ này chơi roi cũng giỏi, rất nhanh chóng dùng roi quấn cổ Tony treo lên, để cho đầu to ra đòn kết liễu đáng sợ. Mà lúc này lại có thêm ba thằng ngu si tứ chi phát triển tiến đến, cả chú voi con cũng bị chúng bế đi luôn. Một thằng cầm con voi quăng đi như là con nít, còn Tony cũng bị hắn vứt xuống tiêu bản voi mẹ. Chính vào lúc hắn cứ tưởng bản thân đã thắng, Tony lấy xương của voi mẹ cột lại làm vũ khí cho mình, lao xuống táng cho con một cái đơ con nghĩa nó luôn. Tiếp theo kẹp chim vào cổ chốt hạ một pha cuối cùng. Đúng là đánh nhau với trâu bò phải dùng xương voi nó mới hiệu quả. Quả nhiên đã làm cho bọn kia khốn khổ vãi nồi. Thằng đầu to bốc luôn cái đầu sư tử ném xuống. Tony nhận ra khúc xương vỡ lại chính là một vũ khí hay. Anh dùng nó cắt đứt hết gân tay gân chân của thằng to xác,
khiến bọn này tự dưng trở thành phế vật với nhau. Chị Đại Rose thấy vậy sợ hãi chạy trốn, Tony cũng rất nhanh truy theo không dừng, một mực ngăn cản chị ta lên trực thăng, nhảy lên một cú hơi bị Cao đá thẳng vào đầu thằng đệ, mà chị Đại Rose nhân cơ hội này bám vào trực thăng tẩu thoát. Nhưng đừng quên rằng, lúc này Tony thật sự không nghĩ được nhiều, nợ máu nhất định phải trả bằng máu. Vụ án được phá, chú cảnh sát Sam cũng được minh oan. Chị Đại Rose rơi xuống dưới không chết và sẽ có tập tiếp theo. Mà Tony rơi xuống tiêu bản của voi mẹ cũng may mắn sống sót. Anh sẽ lại đưa voi con về bản đôn sống ngày tháng yên bình. Phim phần 1 tạm thời kết thúc. Dự báo rằng tập 2 sẽ còn hay hơn tập 1 đó nha. Bye bye! Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim. Các bạn thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến bên dưới để Vân Anh biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye!